cho báo chí để chia sẻ tin tức lên mạng. Theo The Guardian, Facebook đang đàm phán với các tờ báo của Pháp để được cấp quyền chia sẻ nội dung xuất bản của các tờ báo này. Số tiền mà Mark Zuckerberg sẵn sàng trả cho các tòa soạn báo là khoảng 3 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Động thái này của Facebook diễn ra ngay sau khi Quốc hội Pháp thông qua một dự luật về quyền tác giả. Theo đó, các đại gia trực tuyến như Google và Facebook sẽ phải trả tiền cho nhà cung cấp nội dung gốc. Điển hình là các tờ báo điện tử khi người dùng tham khảo các nội dung được trích hoặc đăng tải lại trên các công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội. Trước thông tin trên, Facebook đã xác nhận việc họ đang làm việc với các tòa soạn báo nhằm tung ra một tác tin tức trên mạng xã hội của mình. Theo báo cáo của Wall Street Journal, các hãng thông tấn và nguồn xuất bản tin tức như ABC News, The Washington Post, Bloomberg hay Reuters đều có tên trong kế hoạch của Facebook. Mạng xã hội này cũng đã tiếp cận để giành quyền xuất bản tin tức của Wall Street Journal. Như vậy, có thể thấy dự luật về quyền tác giả mà Quốc hội Pháp đưa ra đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong việc chia sẻ lại nguồn ngân sách thu được từ quảng cáo. Dự luật này ra đời trong bối cảnh, các công ty internet như Google hay Facebook đang dần cướp hết thị phần quảng cáo của các tờ báo điện tử, các tờ báo đang điêu đứng hơn bởi nguồn thu suy giảm, trong khi người dùng internet vẫn đọc thông tin trên và chia sẻ chúng trên mạng xã hội mỗi ngày. Sau pháp, các quốc gia khác cũng sẽ đưa ra động thái nhằm bảo vệ báo chí và ngành xuất bản trước sự lấn át của các công ty internet, bất chấp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp công nghệ, luật bản quyền châu Âu sẽ được tất cả các quốc gia thành viên thông qua vào tháng 4 năm sau.